Toàn ơi, đây chính là cái tấm năng lượng mặt trời mình dùng để chạy cái bóng đèn 40W ở bên dưới nhá. Ở bên dưới mình để bên dưới. Đây chính là một tấm bé bé này thôi các bạn ơi. Tí nữa đến trời tối mình sẽ quay cho các bạn xem nó sáng đến mức độ nào nhá. Mình cũng đã dùng được khoảng mấy tháng đấy các bạn. Từ cái video mình review ấy đến bây giờ cũng được khá là lâu ấy. Nên hôm nay mình quyết định làm thêm một cái video này để nói về cái bóng đèn năng lượng mặt trời này. Để tối mình sẽ bật đèn lên mình nói tiếp nhé. Các bạn ơi, đây chính là cái điều khiển của bóng đèn năng lượng mặt trời nhá. Đây là nút auto này. Nghĩa là mình ấn nút này ấy, thì là cái lúc bóng đèn nó tự động sáng nhé, cái lúc nó ban ngày ấy, thì là nó sẽ sạc điện, đến buổi tối ấy, nó không sạc điện ấy, thì nó sẽ sáng này. Còn đây là nút on này, nút on là nút mở này, off là tắt này. Còn ba nút này là hẹn giờ này, 3H, 5H, 8H là hẹn giờ nhé. Còn hai nút này là chỉnh độ sáng của nó nhé. Bây giờ mình sẽ bật cái bóng đèn lên này. Bây giờ mình sẽ tắt cái đèn flash đi để bật bóng đèn lên nhá. Đây, mình đã bật lên này, rất là sáng nhá. Đây, sáng cả một vùng này. Đây chính là cái bóng đèn năng lượng mặt trời nhá các bạn nhá. Mình đã lắp ở đây được khoảng hơn 2 tháng gì đấy thôi nhá. Nó rất là sáng này. Đây. Đấy. Bóng đèn này nó có thể sáng được một đêm nha các bạn. Một đêm vẫn chưa hết điện đâu. Mình đã test thử đấy, một đêm cho nó sáng một đêm vẫn chưa hết điện. Lại đến hôm sau nó lại sạc điện. Nó lại tiếp tục cái vòng quay của nó như thế nào được rất là lâu đấy, rất là sáng này. Sẽ tắt đi này, nút tắt này. Đây, on này, nút tắt này, on tiếp này, off này, nút auto này. Auto nó sẽ nháy 2 lần này, 3 lần chứ. Đấy, ấn nút auto nó sẽ nháy 3 lần, nghĩa là buổi buổi đêm này nó không sạc pin ý, thì nó sẽ tự động sáng. Đến cái lúc nó sạc pin ý, thì nó sẽ tự động tắt bóng đèn đi. Đấy, ấn nút hẹn giờ 3 giờ này, nó sẽ nháy 1 lần này. Ấn nút hẹn giờ 5 giờ này, nó cũng sẽ nháy 1 lần này. 8 giờ, nó cũng sẽ nháy 1 lần thôi. Ấn nút sáng hết cỡ này, nó nháy sẽ nháy 3 lần nhé. Đây, ấn nút giảm giảm sáng, nó sáng yếu hơn này. Đấy, nó sáng nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ ấn cái nút giảm giảm sáng xuống. Các bạn xem nó ánh sáng của nó sẽ yếu hơn này. Đây, ánh sáng nó sẽ yếu hơn này. Đây là chế độ kiểu giống như là tiết kiệm pin nhá. Sáng hết cỡ này, nó sẽ sáng hơn này. Đây. Nó sẽ sáng hơn này. Đây mình vừa sử dụng qua cái bóng đèn năng lượng mặt trời này nhé. Theo như mình thấy cái bóng đèn năng lượng mặt trời này sử dụng được khá là tốt nha các bạn nhé. Nó có thể được sáng được một đêm nhé. Một đêm thì là cái bóng đèn năng lượng mặt trời này ở những nơi nào chưa có điện ý, các bạn có thể lắp những cái này. Hay là cái chỗ nào các bạn hay mất điện ý, có thể lắp cái bóng đèn này rất là tốt. Có thể sử dụng nó trong vòng một đêm sáng sáng trưng luôn. Đây là mình ấn sáng
yếu hơn này, mình sẽ ấn cho nó sáng hơn này, đây nó sáng hơn này. Đấy. Nó sáng rất là sáng ra rất là nhiều nhá. Rất là rộng. Và rồi bây video mình xin được kết thúc ở đây nha các bạn nhé. Và mình xin được cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh của mình trong thời gian qua. Bây giờ mình xin chào tất cả các bạn nhé.